Xin chào tất cả quý khách đã quay trở lại với kênh YouTube Đồ gỗ Hiền Lành. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ gỗ Hiền Lành để không bỏ lỡ một cái video nào. Vào hôm nay là ngày 19 tháng 12 năm 2020. Cơ sở đồ gỗ đồ đá Hiền Lanh tiếp tục làm video clip giới thiệu tới quý khách hàng trên toàn quốc mẫu sản phẩm đó là hai bức bình hoa được nghệ nhân điêu khắc trên nền vỏ sò tai tượng hay còn gọi là vỏ sò hóa thạch một tên gọi khác nữa đó là vỏ sò hóa ngọc hay là chai tai tượng. Nó nằm sâu ở dưới đáy đại dương và đây là một loài thủy sinh hiếm có có giá trị cao khi đã hóa thạch. Và khi vỏ sò hóa thạch này nó sống và chết đi thì nó sinh sống chủ yếu tại các cái núi le tốc tan, thuyền trài, đá đông, đá lát, đá tây và đá nam và các cái bãi ngầm của đảo Chìm thuộc quần đảo Trường Sa. Các ngư dân biển đã đánh cá và lặn sâu dưới đáy đại dương, tình cờ vớt được các cái bức vỏ sò tai tượng. Thì sau đó sẽ chuyển cho cơ sở để điêu khắc nên các cái tác phẩm trưng bày trong phòng khách hay là làm quà tặng quà biếu và các cái phòng làm việc trông rất là có hồn và đây cũng là một cái tài sản giá trị vô cùng là hiếm có vì là vỏ sò đã hóa thạch trên một nghìn năm hai bước này chúng tôi có cái kích thước đó là 6534 và 6035 65 là chiều cao và 34 là chiều rộng và hai bước vỏ sò này về cái độ dày thì nó cũng không được dày lắm thì chúng tôi sẽ đục tứ diện đục tứ diện là chúng tôi đục sạch bốn mặt như nhau chúng tôi quạt sạch đằng sau thì nhìn qua trông giống như là một phiến đá nhưng đây là vỏ sò tai tượng để cho quý khách không bị nhầm có quý khách thì yêu cầu là giữ nguyên các cái vỏ sần sùi cũng như là các cái xỉn ở đằng sau và để điêu khắc bình hoa này thì chúng tôi phải quạt sạch chúng tôi làm nhẫn đằng sau các bạn đang xem đây là hai bức bình hoa với có kích thước là 6534 và 6035. Cái chất ngọc của vỏ sò hóa thạch này nó sẽ thấu quang khi chúng ta soi các cái đèn flash của điện thoại hoặc các cái đèn của cái đèn pin chiếu sáng. Thường thì chúng ta kê các cái này vào trong các cái buồng kính mà làm một bóng đèn hát sáng thì trông rất là đẹp. Thì bên cạnh các cái tác phẩm này chúng tôi có các cái tác phẩm như Phật Bà Quan Âm, Vinh Quy Bái Tổ tranh đồng quê hay là câu đối cha mẹ thần tài di lặc và các cái bức tác phẩm nữa là 12 con giáp cá rồng và song cá hay là bức bát mã mã đáo thành công <laughs> quý khách có nhu cầu về điêu khắc về vỏ sò tai tượng quý khách hãy liên hệ trực tiếp với cơ sở đồ gỗ đồ đá hiền lành qua hai số hotline 0986 chín hoặc 0985 bốn Chúng tôi sẽ tư vấn cụ thể các cái mẫu mã kích thước mà quý khách cần điêu khắc. Điêu khắc trên vỏ sò tay tượng thì chúng ta sẽ tùy theo từng vỏ nó có độ dày mỏng khác nhau. Nếu như hàng mỏng thì chúng ta sẽ điêu khắc tứ diện như này. Và nếu hàng dày thì chúng ta sẽ để phần nền. Quý vị có thể xem thêm các cái sản phẩm tại trang chủ YouTube đồ gỗ hiền lanh hoặc cũng như trên YouTube quý khách có thể tìm vỏ sò tai tượng do cơ sở đồ gỗ hiền lanh điêu khắc toàn bộ đây là chúng tôi chưa phủ bóng và còn một phần đế ở phía dưới nữa chúng tôi đang làm thêm thì trong video clip sau tôi sẽ giới thiệu phần đế cao thêm 10 phân nữa thì nó sẽ là 75 và 70 và bên trên thì chúng tôi đục các cái bông hoa hồng Đây là bức bình hoa trong video clip trước tôi đã giới thiệu các cái bức tứ linh hay là vinh quy bái tổ cho tất cả quý khách hàng trên toàn quốc được tham khảo. Đây là vỏ sò đã hóa thạch trên 1.000 năm, rất có giá trị. Và khi được chúng tôi điêu khắc lên nữa thì trông các cái tác phẩm rất là có hồn. Và được trưng bày tại các cái triển lãm cũng như các cái hội trợ. Như các bạn đã thấy thì chúng tôi đã đưa được rất nhiều tác phẩm tới tất cả các cái vùng miền trên tổ quốc. Quý khách nhớ đăng ký kênh để ủng hộ cơ sở đồ gỗ đồ đá hiện nay ngày càng lớn mạnh trên cái thị trường online. Cảm ơn quý khách đã quan tâm theo dõi các video clip và hẹn gặp lại quý khách trong các video tiếp theo. Xin cảm ơn.